quay trở lại với kênh Ohay ha. Thì hôm qua Ohay chia sẻ với các bạn về cái tạo phụ đề từ trên cái kênh YouTube của các bạn luôn á, để mà tiếp cận với nhiều khách hàng nước ngoài, để kiếm được nhiều lượt view và nhiều kiếm tiền nhiều hơn ha. Thì tuy nhiên có một số bạn có comment với mình đó là kênh của bạn ấy thì không có cái phụ đề tự động đó. Bạn Man Man đi võ Mỹ USA này, bạn cũng nói là bạn cũng làm cái cách giống như mình, nhưng mà là cuối cùng cũng phải gõ lại từng chữ đó. Bạn bạn Diễm Kali cũng nói là bạn ấy cũng không làm được. Cho nên hôm nay Ohay lại chia sẻ cho các bạn là một cách làm phụ đề khác, cũng là tự động luôn nha các bạn. Cách làm nó như thế nào? Các bạn theo dõi nha. Đây là cách Ohay làm và Ohay cũng chia sẻ cho các bạn luôn nè. Các bạn vào kênh của các bạn nha. Rồi các bạn vào kênh của các bạn chọn cái video mà bạn muốn làm phụ đề. Tôi lấy ví dụ tôi chọn một cái video này để làm phụ đề nha. Bạn mở cái video này đi. Rồi, bạn thấy là cái video này mình chưa có phụ đề nha các bạn. À, để mà mình tạo phụ đề á, thì mình tải cái video này xuống, rồi bạn save vào trong desktop đi nè, save lại ha. Mình vẫn còn lưu cái file này cho nên mình không cần phải save lại nha bạn. Rồi mình đã chuẩn bị ở trong desktop rồi đây. Đây cái khóa cái lớp học trực tuyến miễn phí đây mình đã còn lưu trong máy tính rồi, cho nên là mình lôi ra để mình tạo phụ đề luôn. Để làm phụ đề mình có chuẩn bị hai cái phần mềm làm phụ đề này, thì cái hai cái này đó mình sẽ nén lại và mình để trong cái đường link ở phía dưới cái mô tả đó, các bạn tải về các bạn cài đặt vào máy tính của các bạn để sử dụng nha. Hai cái này đều là miễn phí hết đó các bạn. Rồi riêng với cái AutoShop gửi này các bạn không cần cài đặt lên trên máy tính nha các bạn. Các bạn cứ để trong cái folder này, khi dùng mà các bạn mở ra các bạn dùng. Này các bạn vào trong cái folder ha. Các bạn nhìn thấy AutoShop gửi.exe nè. Các bạn chọn file này nha. Khi mà bạn chọn file này thì nó sẽ xuất hiện hai cái cửa sổ, một cái màu trắng và một cái màu đen. Tắt cái cửa sổ folder này đi. Rồi, bạn sẽ lấy cái video này vào trong cái ô cửa sổ màu trắng nha. Rồi bạn click phím trái nè, lôi nó vào, thả vào trong ô cửa sổ màu trắng nè. Rồi các bạn xem, nếu mà cái file video của bạn mà là tiếng Anh thì bạn sẽ chọn từ tiếng Anh sang tiếng Anh ha. Còn cái đôi video của mình là ngôn ngữ tiếng Việt cho mình chọn, cho nên mình chọn tiếng Việt Việt Nam Mi nè, coi như là nó sẽ dịch từ Việt Nam Mi sang Việt Nam Mi. Các bạn biết lý do tại sao mà mình chọn Việt Nam sang Việt Nam là cái phần mềm này nó sẽ dịch từ cái ngôn ngữ của giọng từ giọng nói nó chuyển sang ngôn ngữ viết, cho nên cái file của mình là tiếng Việt thì mình chọn cái ngôn ngữ ở đây là tiếng Việt, và khi mà nó chuyển qua ngôn ngữ viết cũng là tiếng Việt luôn nha các bạn. Rồi các bạn nhấn Go nha. Thì các bạn thấy nè, nó nhảy phần trăm này, có nghĩa là nó đang tạo phụ đề đó các bạn. Qua một thời gian sử dụng thì tôi thấy rằng cái ứng dụng này nè, nó rất là tốt, cái chất lượng của nó rất là cao. Là do cái bạn Phạm Thanh này, bạn này đã Việt hóa cái phần mềm này, cho nên là mình thấy cái chất lượng của nó rất là tốt, tốt hơn mình dùng Google dịch luôn đó các bạn, tốt hơn các cái phần mềm khác đã từng làm. Tạo phụ đề xong ở đây 100% này nè bạn. Thì và nhìn vào trong cái cửa sổ màu đen đó thì bạn cũng thấy nè, phụ đề đã được tạo tại cái địa chỉ ổ C ở desktop
học trực tuyến miễn phí .srt. Nè, bạn lưu tâm cái SRT là file phụ đề nha các bạn. Rồi mình vào desktop để mình tắt cái này đi. Mình vào desktop để mình tìm cái file SRT. Đây nè bạn, cái file học trực tuyến miễn phí .srt đây. Bạn vào xem nó thế nào nha. Ở đây là nó có từng câu, nó tạo phụ đề từng câu ha, có thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, rồi là phụ đề nó như thế nào ha, câu thứ hai có thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, rồi câu phụ đề nó như thế này ha. Rồi để kiểm tra và điều chỉnh các cái phụ đề nó có chính xác hay không, bạn sẽ nhờ cái phần mềm Subtitle Edit nha các bạn. Rồi tắt cái này đi. Bây giờ bạn mở cái ứng dụng, bạn mở cái phần mềm Subtitle Edit ra. Bạn vào Open nè. Rồi, vào cái desktop, vào desktop mở cái file phụ đề hồi nãy. Học trực tuyến miễn phí .srt đây. Rồi, mở nha. Rồi, bạn sẽ thấy là ở đây nó có câu thứ nhất thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc này. Rồi cái câu của phụ đề ở đây. Và bạn thấy rằng nhìn qua bên video nó cũng có thể hiện được cái phụ đề rồi. Bạn sẽ dò lại, bạn phải mở nút play nè để bạn dò lại từng câu phụ đề ha. Cái nào mà sai nó thì các bạn nhìn vào đây, cái ô test nè, các bạn sẽ sửa lại ha. Tuy nhiên bạn nhìn ở đây thì bạn thấy nè, nó có luôn cái chữ font color này, này ABC gì đó, thì mình thấy nó rối ha. Bây giờ bạn sẽ làm như thế này. Bạn thấy cái file này á, là nó có .srt. Bây giờ bạn chuyển đổi lại cho mình cái file .xml giúp mình nha. .xml nè bạn. Bạn chọn cái .xml nha các bạn. Rồi, và bạn save lại. Save cái file học trực tuyến .xml cũng save ở desktop luôn. Sau khi save cái .xml rồi lại bạn lại vào đây, bạn trả lại cái đuôi XML, bạn trả lại cái đuôi SRT lại nha. Rồi, bạn lại mở cái file .xml ra nữa. Bạn mở cái file .xml ở trong desktop hồi nãy mình lưu nè. Đây, cái file .xml đây nha bạn. Bạn mở nó ra. Thì ở đây bạn thấy là cái những cái chữ mà chữ phông rồi color rồi ABC gì đó nó đã mất rồi ha. Bây giờ nó còn đơn giản là chỉ có cái test thôi, cái câu phụ đề của mình thôi, rất là đơn giản nè. Rồi bây giờ bạn sẽ vào trong cái video của mình, bạn nghe lại đó, và bạn chỉnh sửa lại từng câu nha các bạn. Rồi để vào từng câu thì bạn click chuột vào trong từng dòng, từng dòng thời gian nè, bạn click chuột, nó sẽ hiện vào đây và bạn sửa lại những câu nào mà nó sai nha bạn. Ở đây tôi sửa lại nè. Ô hay chào các bạn. Rồi, rồi tới câu thứ hai, bạn cũng click vào và kiểm tra giọng nói ở trong này, ở trong video của mình, và đối chiếu lại ở đây. Có gì sai thì bạn điều chỉnh. Nhưng mà mình thấy là trong cái AutoSub gửi á, nó dịch tương đối tốt rồi các bạn. Bạn coi nè, hầu như là mình sửa rất là ít luôn, nó đúng gần như hết luôn đó các bạn. Cho nên sau khi mà sử dụng, mình thấy cái việc sửa chữa ở trong cái, ở trong cái AutoSub gửi này á, nó ít hơn làm trực tiếp từ ít hơn làm phụ đề trực tiếp từ trên YouTube đó.
Cho nên là mình thấy sử dụng cái này hiệu quả hơn đó bạn. Rồi, sau khi mà dò xong rồi bạn lưu lại nha. File, save lại. Như vậy là mình đã có cái file phụ đề bằng tiếng Việt đã được sửa chữa hoàn chỉnh rồi nha bạn. Nhưng mà mục đích của mình á là mình muốn dùng phụ đề bằng tiếng Anh. Tại vì mình thấy là nhiều nước sử dụng tiếng Anh hơn, cho nên là mình sẽ tạo thêm cái phụ đề tiếng Anh ha. Thì bạn vào trở lại cái phần mềm Edit, Subtitle Edit nè. Rồi, bây giờ bạn vào Auto Translate nha. Rồi, Translate Powered by Google. Bạn có thể chọn, nếu mà bạn tin tưởng Google thì bạn có thể chọn Google. Nếu mà bạn tin tưởng vào Microsoft thì bạn chọn Translate Powered by Microsoft ha. Cái này tùy bạn nha. Cái này mình chọn Translate Powered by Google nha. Bạn thấy nó xuất hiện là bên đây là có cái phụ đề bằng tiếng Việt nha. Và mình muốn dịch sang phụ đề bằng tiếng Anh. Rồi bạn click vào Translate. Rồi, ok, bạn bỏ qua mấy cái này đi. Ok nè. Ở đây nó đã dịch sang tiếng Anh rồi. Như vậy là xong ha, bạn ok nè. Rồi, bây giờ bạn quay trở lại. Ở đây bạn thấy nó có hai phần. Một phần là tiếng Anh và một bên là ngôn ngữ gốc là tiếng Việt ở đây. Và nó cũng đã có chỗ đi cho các bạn sửa chữa nè. Ở bên đây là tiếng Anh nè, bên đây là tiếng Việt nè. Rồi, bạn sẽ dịch từng câu ha, click vào từng câu để mà bạn sửa ha. Câu tiếp theo và bạn cứ dò như vậy cho đến hết ha. Thì mình thấy là nếu mà bạn cái quan trọng các bạn á ở cái chỉnh sửa đầu tiên ở tiếng Việt á, bạn cố gắng điều chỉnh cho nó chính xác. Thì trong cái giai đoạn mà dịch tiếng Anh nó hầu như là nó dịch gần đúng, nó chưa hơn 90% đó. Cho nên là nếu mà các bạn mà có biết về ngôn ngữ tiếng Anh đó, thì các bạn dò lại. Còn nếu không thì mình bỏ qua. Thì mình nghĩ rằng người đọc cũng có thể hiểu được. Coi như là cái tiếng Anh này mình đã dịch xong. Và bây giờ mình save lại nha. Save as. Rồi, ở đây nó cũng cho mình luôn cái chấm .en là elite đó, chấm .srt rồi. Bạn save lại luôn đi. Rồi, tắt cái phần mềm này đi. Đây nè bạn, cái file tiếng Anh hồi nãy đây nè, học trực tuyến miễn phí .en.srt. Như vậy hiện tại là mình đã có hai cái phụ đề. Một cái là phụ đề tiếng Việt, một cái là phụ đề tiếng Anh. Bây giờ mình vào, mình up lên kênh YouTube của mình ha. Bạn vào kênh của bạn nha. Bạn chọn cái video mà bạn làm phụ đề hồi nãy mà bạn tải xuống đó. Rồi, bạn mở ra nha. Bạn vào Edit Video. More Option là nâng cao đó bạn. Bạn cho nó xuống đây. Cái phần Subtitle đây. Upload Subtitle. Bạn nhấn vào Upload Subtitle. Ở đây nó có hai cái sự lựa chọn cho bạn. Một cái là có thể hiện cái thông tin về thời gian. Và cái thứ hai là nó không thể hiện thông tin thời gian. Thì ở đây là mình đã tạo hai cái phụ đề. Đó là bạn thấy nó đã có cái thông tin thời gian rồi. Cho nên là bạn chọn cái đầu tiên ha. Là with timing. With timing. Rồi, continue. Bạn chọn cái file tiếng Việt. Cái file tiếng Việt trước ha. Open. Rồi, bạn đã thấy là nó đã upload cái file học trực tuyến miễn phí .srt rồi đây. Và bạn save nó lại. Bạn vào video bạn xem lại nha.
Bây giờ là bạn đã thấy xuất hiện cái phụ đề rồi nha bạn, và trong góc dưới của màn hình video bạn cũng thấy có xuất hiện cái chữ CC rồi. Tức là phụ đề đó. Thì mọi người xem mà vào trong đây nếu mà chưa đúng cái ngôn ngữ của họ thì họ sẽ vào cái bánh răng cài đặt kế bên cái CC đó, bạn mở, người ta sẽ mở lên nè. Chọn subtitle. Ở đây mình có ngôn ngữ Việt Nam Mi, mình click vào và cũng xuất hiện và nó cũng có auto translate nè, click vào auto translate. Ở đây nó có nhiều ngôn ngữ cho họ lựa chọn ha. Nếu mà họ là Trung Quốc, là người Trung Quốc thì họ chọn Trung Quốc nè. Rồi thì nó sẽ xuất hiện ra tiếng Trung Quốc nha. Rồi, bạn lại thêm cái phụ đề hồi nãy tiếng mình đã tạo rồi đó, bạn vào thêm cái phụ đề nữa, bạn vào subtitle. Click vào subtitle. Ở đây bạn thấy là video này là ngôn ngữ tiếng Việt nè và đã xuất bản rồi đây. Phụ đề cũng đã được public rồi. Rồi, bạn vào thêm ngôn ngữ nè, add language. Bạn chọn ngôn ngữ tiếng Anh. Hồi nãy bạn đã tạo cái phụ đề tiếng Anh rồi, cho nên bạn chọn phụ đề tiếng Anh, English. Rồi, bạn ask cái subtitle. Rồi, bạn chọn cái upload file. Chọn tập. Rồi, bạn vô desktop, bạn chọn cái phụ đề mà hồi nãy mình tạo cái chấm .nlist nè, chấm .ext này, bạn chọn cái file này. Open. Rồi, nó đã đính kèm cái file .xrt tiếng Anh đây rồi, upload nha. Sau khi tải xong rồi thì bạn cho nó public luôn. Như vậy là mình đã có hai cái phụ đề đã được nhấn public rồi. Đây là English, đây là Vietnamese nè, mình ra video bên ngoài mình xem lại nha bạn. Rồi mình tải lại. Rồi, bạn xem phụ đề nè. Nó đã có hai phụ đề ở đây, một là Việt Nam Mi và tiếng Anh. Đó. Thì khi mà người nước ngoài họ xem thì họ chọn ngôn ngữ họ cần biết, ở đây nó đã có sẵn tiếng Anh rồi nha bạn. Đó, qua cái công cụ làm phụ đề này thì mình thấy rằng nó làm hoàn toàn tự động hết và mình chỉ chỉnh sửa rồi rất là ít những cái lỗi của nó. Lỗi của nó chẳng qua là cái phát âm của các bạn đó, đọc cái giọng đọc của mình nó chưa được chuẩn cho nên là nó cũng dịch chưa chuẩn lắm, nhưng qua cái phần mềm mà edit subtitle đó thì mình sẽ chỉnh sửa lại và mình thấy là cái quá trình chỉnh sửa nó cũng 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 ít thôi, cho nên các bạn chịu khó làm cái phụ đề để tìm được nhiều người xem hơn nha các bạn, nhất là người nước ngoài đó, cái dân số ở nước ngoài nó nhiều hơn dân số ở Việt Nam á nha các bạn, cho nên là các bạn cố gắng tranh thủ một ít thời gian để các bạn chăm chút cho cái video mình để có phụ đề để tìm nhiều người xem hơn nha các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có gì thấy hay và có ích thì chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để nhận thông báo xem các video tiếp theo. Nếu quý vị có thông tin thì vui lòng để lại comment ở dưới, cô hay sẽ tổng hợp và trả lời ý kiến cho các bạn. Kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. See you again!